Mày nói mày là chồng làm tao mắc cỡ. Có người chồng nào mà lại nhẫn tâm muốn cho vợ mình suốt đời mang tật. Mày là thằng ích kỷ hả? Mày chỉ nghĩ tới mình thôi. Ích kỷ không phải là tánh của riêng tôi. Đáng lý ra tao nói việc kia với con lượm. Tao cần hỏi mày để cho nó phải lẽ chắc hơn. Nhưng mà tao nóng ruột vì một lý lẽ riêng nên mới hỏi mày để mày khỏi phiền giận bao. Bà thương vợ tôi chẳng hay bà con hay ruột thịt, hay vì một lẽ gì mà bà thương? Xin bà nói rõ tôi nghe. Tao vì một lý lẽ riêng có mà nói được ra đây. Nhưng mày hãy tin rằng tao không vụ lợi gì đâu. Ngày hai đứa mày ra đi, tao cho người rượt theo kêu. Nhưng tuổi bấy chưa về thì tao phải đành trở lại. Tôi không cần bà nêu ra lý do tại sao mà bà thương. Tôi không muốn ai thương hay là bàn ánh sáng cho em luôn. Ngoài người vợ mù ấy ra, tôi không bao giờ cưới được vợ. Tôi không muốn lộn phải xa tôi và không muốn mất vợ tôi. Bà đi đi, bà đi đi. Tía ơi, vì có lòng cao thượng mà con người mới đứng trên muôn vật. Con cũng hiểu đời vốn có nhiều kẻ lọc lừa giả dối, nhưng con cũng phải ráng mà tính tình. Vợ con không thay đổi để bấm bụng hy sinh cho vợ con vui nở nụ môi. Tôi lên liền, nóng ruột quá. Cô nó đi gần 2 năm rồi chết ói gì sao? Cô hai, con mắt nhỏ ra sao hả cô? Nó sáng mắt rồi chứ làm sao? Cảm ơn trời Phật. Bây giờ nó ở đâu vậy cô? Nó vừa đi ra bưu điện đánh điện báo tin cho anh hay đó. Nó tính về ghé mua sẵn một lít rượu để dành cho anh lên anh uống đó. Nó mới bước ra là anh vô liền. Vậy à, con nhỏ nó cứ hiếu vậy trời Phật thương nó cũng phải. Nhưng mà anh ơi, trời Phật thương nó mà thương không có trọn anh nè. Lát nữa về rồi anh coi nè, nó đẹp như tiên vậy đó. Vậy mà nó gặp thằng chồng xấu quá, trái mặt thì nám đen thui lùi. Nhưng mà tâm lòng nó đỏ như son, củi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài. Tôi biết mà anh, chứ nó đâu phải là ruột thịt nên anh đâu thấm kia được nỗi đau lòng. Ôi cần gì ruột thịt mới biết đau lòng cô. Cô biết hàng xóm khi thấy vợ chồng không xứng lứa vừa đôi là họ cũng tiếc thương lắc đầu chép miệng. Ôi ở nhà quê hay kiếm chuyện để sầm xì, chớ thật anh họ đâu có tiếc thương gì. Anh đừng học đòi lý luận lôi thôi. Không đâu, họ sầm xì chuyện chữa quan đẻ lén đó, chứ chồng vợ thương nhau ăn ở đàng hoàng thì họ tội gì sầm xì cho mệt vậy cô. À thì à, anh lòi cái giọng móc họng của anh rồi. Tôi có móc họng ai đâu mà cô nói như vậy. Thôi anh đừng giả mù sa mưa hỏi đô tôi hoài. Tôi biết rõ là anh chửi xéo tôi đây nè. Anh với thằng rể anh thật là xứng ghê nơi. Bởi vậy bao giờ anh cũng lo binh vực à. Tôi hỏi lẽ công bình chứ có gì mà binh vực. Công bình cái gì, anh nói tôi nghe thử coi. Khi cái bông qua lại cầm bài cứng trâu. Cô đừng quên câu củi tre dễ nấu chồng sâu dễ xài. Tham chi bông sắc cho nó đọa đài tâm thân. Hơn nữa hai đứa trước kia là vợ là chồng. Tôi mong cô đừng bày trò chia rẽ lương duyên. Anh nuôi con lùm nhưng anh cũng không có chút gì máu thịt già. Anh chỉ mới biết làm cha chứ anh chưa từng làm mẹ nên anh không hiểu
được nỗi lòng người mẹ thương con và có quyền nghĩ đến hạnh phúc về sau của nó cho được vuông tròn. Lòng mẹ bao la như nước biển mưa nguồn, đợi lát nữa gặp nó rồi anh sẽ thấy con nhỏ bây giờ sáng mắt, nó đẹp như tiên vậy đó. Nhưng cô tiên đó là gái đã có chồng, muốn trọn đẹp cô cần có một trái tim chung thủy. Nhưng con tôi không thể vui cho ông đời đau khổ. Tôi hỏi anh, người con gái nào có được mấy thời không? Cô đừng có nói nữa, tôi hiểu cô rồi. Những con lượm nó không phải là con của cô. Tôi đẻ nó ra mà anh nói nó không phải là con tôi, sao kỳ vậy? Vì nếu là con cô, nó không có tên là Nguyễn Thị Lượm. Vậy chứ ai đặt tên kỳ vậy hả? Thì người ta bỏ tôi lượm, tôi nuôi thì tôi đặt tên lượm, có gì đâu mà kỳ. Cô hai à, không phải tôi muốn cướp công sanh đẻ, nhưng hùng dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà họ đành quăng núm ruột của mình như quăng cục nợ một cách thản nhiên. Họ đành giết con giết cháu chỉ vì muốn giữ gìn thư danh gia. Nói cho anh biết nè, con gái tôi giờ đây nó đẹp như tiên và lại sáng giàu. Tôi gả nó cho kỹ sư hay là bác sĩ, chớ tôi không thể nào dành cho thằng quý già xoan. Cô không thể nói như vậy được. Cô đã gả nó cho thằng Niễn một lần rồi, cô không thể gả một đứa con gái tới hai lần. Anh hai ơi, người ta thường dùng tình nghĩa để giấu che sự thật cuộc đời với những ước mơ được cao sang ăn sung mặc sướng. Tôi đã sống gần hết đời rồi mới biết cha mẹ khôn ngoan, còn tôi trẻ với tình yêu vì nhiệt cuồng. Chừng như chết được khi bị mẹ cha ép uống chia rẽ phượng loan dời dời qua hai bên sông sâu. Lòng người thật vô tâm như thời gian nước chảy qua cầu, thì đã cô chọn sự khôn ngoan dòng tình bạc nghĩa, mặc cho tuổi nó dại ngô tha thiết vẹn tình chung. Anh có nhìn rõ cuộc sống thực tế hay không? Nếu tới bây giờ tôi được vẹn tình cùng người yêu cũ thì giờ đấy thầy giáo lời dắt tôi về đâu không biết nữa, đâu phải bà chỗ hãng phim sang trọng như bây giờ. Đó, anh thấy chưa, tôi là như vậy đó, anh có tức không? Tức chứ, tức chứ. Nhưng cô có biết điều, tôi còn nói tình nói nghĩa chứ còn nói lì đó hả? Thì con lượm là con của tôi chứ không phải là con của cô. Đây nè, đây nè, chỉ tờ nè. Con là Nguyễn Thị Lượm, tên cha là Nguyễn Giang Tức, rõ ràng nè, cô thấy chưa? Tôi hỏi anh, ai sinh ra con lượm? Thì cô sanh, cô. Rồi ai lo chữa mắt cho nó sáng, ai lo áo lụa quần là cho con lượm bây giờ để nó đẹp như tiên. Vậy mà anh nói sao nó không phải là con tôi chứ? Anh trả lời đi, anh nói đi. Sao cô không hỏi thêm ai nuôi nó khôn lớn để cho cô bỏ tiền ra mua bán đặng kiếm lời? Khai sanh rõ ràng
chính lục bổ là chính đạp. Nếu con lượm còn thương chồng thì tôi nhất định sẽ không để yên cho cô bắt con chia vợ rẻ chồng. Thì anh đợi con lượm về anh hỏi đi.